Vâng, xin chào quý vị đến với chương trình Đi và học cùng với Trịnh Hội trên đài RFA. Thưa với quý vị là hiện giờ thì Trịnh Hội may mắn đang ngồi trong văn phòng của thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải, là một trong những người thượng nghị sĩ ở Canada nhưng mà là người duy nhất là người gốc Việt. Thì có lẽ là lần này Trịnh Hội sẽ hỏi thượng nghị sĩ một số điều. Như đầu tiên là có lẽ là cho Trịnh Hội xin phép và thượng nghị sĩ cho Trịnh Hội gọi bằng chú cho nó thân tình hơn. Ok, được, không sao. Dạ vâng. Okay. Và đây là người thượng nghị sĩ đầu tiên và duy nhất mà mình phỏng vấn mà không cần phải dịch ra bằng tiếng Anh. Tại vì thượng nghị sĩ là gốc Việt thì nói tiếng Việt dễ cho các bạn nghe hơn. Thì thưa với thượng nghị sĩ, có lẽ là lần này Trịnh Hội được sang có dịp phỏng vấn thượng nghị sĩ là nhờ ngày hôm qua thì đã có một buổi điều trần về vấn đề nhân quyền ở Việt Nam. Thì sẵn đây xin nhờ thượng nghị sĩ cho biết là lý do nào mà thượng nghị sĩ đã có thể giúp đỡ cho Vũ Minh Khánh được điều trần trước Quốc hội ở Canada như hôm qua? Dạ, thưa, cảm ơn Trịnh Hội rất nhiều và cảm ơn khán thính giả của đài. Cái thứ nhất thì nghĩa là bởi vì là trong cái trong thượng viện thì nó có nhiều ủy ban rất là quan trọng, trong đó có ủy ban nhân quyền, ủy ban ngoại giao và ủy ban quốc phòng, mà tôi đều nằm trong ba cái ủy ban này. The end of June when I go back to Vietnam, I will know exactly what will happen. Tuy nhiên có cái đặc biệt là trong cái ủy ban về nhân quyền đó thì tôi là một trong thành viên của steering committee. Thành ra do đó mình có cái ảnh hưởng. Steering committee mình dịch tiếng Việt là gì chú? Không biết, tự nhiên là trong đó có ba người, ông chủ tịch, phó chủ tịch và tôi. Ba người để mà vận hành, không chưa? Steering như để, là để lái mà điều hành đó. Điều hành cái ủy ban. Trong điều hành cái ủy ban đó là lựa chọn những một số đề tài để mà mình điều trần. Vì cô Vũ Minh Khánh, vợ của anh Đại đó, sau khi bị bắt cái vấn đề đó mà khi mà Trịnh Hội có liên lạc được thì tôi mới nói rằng đây là một cơ hội để cho cái ủy ban nhân quyền nói rất rõ về vấn đề vi phạm nhân quyền tại Việt Nam. Đó là đúng là cái lý do mà muốn sắp xếp như vậy, nó phải qua nhiều cái thủ tục. Bây giờ tôi là trong ba người điều hành cái ủy ban đó, thành ra do đó mà cái đề tài và vấn đề mà nhân quyền tại Việt Nam mà do để cô Khánh điều trần tại thượng viện đó, thì đó là một trong những cái lý do mà bởi vì cái chương trình nó đã sắp xếp từ lâu rồi, thành ra mà muốn đem một cái vấn đề khác mà để vô đó thì nó phải, tuy nhiên là mình phải bỏ cái phần này lấy cái phần khác mà mình thay thế vào, đại khái nó như vậy. Thành ra tôi phải bỏ một vài cái phần, một hai cái đề tài để mà dùng cái chuyến đi của Khánh của vợ của anh Đại để mà điều trần tại Quốc hội. Vâng, cảm ơn thượng nghị sĩ rất nhiều. Thưa với các bạn thì có lẽ các bạn cũng biết được về cái vai trò của Quốc hội như thế nào trong ở các nước, đặc biệt là các nước văn minh như là Mỹ, Úc, Canada. Tuy nhiên thì trước khi mình đi vào cái vấn đề việc làm của thượng nghị sĩ với cái vai trò là gốc người Việt, thì xin thượng nghị sĩ cho biết và chú cho biết là có bao nhiêu người thượng nghị sĩ ở Canada và chú lần này đã làm được bao nhiêu năm rồi? Ở Canada ở thượng viện thì có 105 thượng nghị sĩ đại diện cho hết toàn xứ Canada. Và bao nhiêu người dân biểu chứ? Dân biểu từ tới 318. 318 dân biểu, 105 thượng nghị sĩ. Và chú làm được thượng nghị sĩ bao nhiêu năm? Tôi là bây giờ là tôi là năm thứ tư. Năm thứ tư rồi, dạ vâng. Thì tôi còn 6 năm nữa. Mỗi nhiệm kỳ là bao nhiêu năm chú? Tôi không có nhiệm kỳ. À, cứ làm hoài hả? Tôi làm cho tới 75 tuổi thôi. À, really? Wow, có nghĩa là mình được appointed cho đến khi mình về hưu thôi. Vâng, tôi được Thủ tướng appointed và được Thống đốc toàn quyền ký với mình hoàng. Bởi vì mình thuộc nằm trong cái Commonwealth. Thành ra cái thượng viện của Canada nó hay là mình không phải là đi tranh cử. Đi tranh cử, dạ. Thành ra mình có những cái điều gì mà mình muốn làm vẫn làm được như thường, chứ mình không phải làm nửa chừng, mình phải hủy bỏ hoặc là mình rớt cử rồi mà không còn đi tiếp tục được nữa. Có nghĩa là mình không phải theo, lúc nào cũng phải theo ý kiến của số đông. Cũng giống như là bên Mỹ là thường nghĩ, nhưng mà thường mình nghĩ bên Mỹ là 6 năm. Sáu năm. Nhưng dân biểu là 2 năm. Dạ vâng. Còn bây giờ thì ở bên đây là còn dân biểu bên đây mấy năm? Dân biểu là 4 năm. Ở đây 4 năm. Vâng. Thì thưa chú là bây giờ chú đã làm được 4 năm rồi. Nhìn lại cái 4 năm vừa qua,
thì đối với chú thấy cái việc làm nào mà chú cảm thấy nó challenge nhất, nó khó nhất đối với mình? Đúng lý ra thì ở trên thượng viện thì nó không có cái gì khó khăn. Yes. Bởi vì mình thượng viện thì là mình phải xem lại tất cả những cái dự luật ở hạ viện đưa lên cho thượng viện. Vâng. Để chúng tôi nghiên cứu và xem xét coi nó có đúng hiến pháp của Canada hay không, có chỗ nào mà mình phải tu chính sửa đổi. Yes. Rồi mình đưa lại cho hạ viện để hạ viện sửa đổi. Vâng. Thật ra ngoài ra cái vấn đề đó thì nó cũng không có cái vấn đề gì. Tuy nhiên bởi vì là mình là người gốc Canada gốc Việt. Yes. Ngoài, và là người đầu tiên, người đầu tiên mà. Yeah. Ngoài những ra mà tôi phải lo cho dân Canada. Yeah. Mình còn có cái trách nhiệm thứ hai đó là mình phải lo cho người Việt. Yeah. Mà cộng đồng người Việt của chúng ta là một cộng đồng đấu tranh, bởi vì chúng ta là đấu tranh với Cộng sản Việt Nam, thành ra do đó mà cái nhiệm vụ thứ hai của tôi, cái trách nhiệm nó rất là nặng hơn. Yeah. Là cái nhiệm vụ thứ nhất. Yeah. Bây giờ đối với dân Canada nó đâu có cần mấy cái hại như nhân quyền vi phạm nhân quyền rồi vân vân. Yeah. Là do đó mà cái vấn đề thứ hai đó là nó hơi khó khăn một chút. Yeah. Có lẽ quý vị cũng mà thấy được là nhờ cái sự giúp đỡ của ngay chính thượng nghị sĩ Hải thì chúng ta mới có được những cái vấn đề nhân quyền được nêu lên một cách nó đầy đủ hơn, thường xuyên hơn. Mà nếu như mà chúng ta không có mặt thì không làm được. Như vậy thì follow up thêm câu hỏi đó là đối với thượng nghị sĩ trong 4 năm vừa qua, điều gì chú nghĩ là chú đã thành công nhất trong cái vai trò thượng nghị sĩ của mình? Điều gì làm cho chú hạnh phúc nhất trong cái vai trò của mình? Tôi có hai cái mà tôi đã đạt được trong cái thời gian 4 năm. Yeah. Là cái thứ nhất là cái đạo luật hành trình tiền tự do. Yes. Cái đạo luật đó là cái đạo luật mà tất cả mọi người Việt Nam, một số người có thể không hiểu rõ cái đạo luật bởi vì không có đọc rõ. Yeah. Cho rằng cái đạo luật đó nó không có đúng theo cái ý mình muốn, như là mình muốn dùng nó là ngày quốc hận rồi. Yeah. Hoặc là tháng tư đen. Nhưng mà cái hành trình tìm tự do đó là một cái cuộc hành trình mà chúng ta đã bỏ nước ra đi vì chúng ta tìm tự do và chúng ta trốn cộng sản, bỏ cộng sản ra đi. Chúng ta không phải ra đi để vì vấn đề kinh tế như cộng sản đã rêu ra. Yeah. Cái thứ hai, nếu mà đọc kỹ trong cái đạo luật hành trình tự do đó, chúng ta đã kết án cộng sản Việt Nam đã vi phạm hiệp định Ba Lê năm 1975. Yeah. Và chúng ta đã kết án cộng sản gây ra cái hiệu quả là bắt những người tù nhân đi trại cải tạo. Yeah. Đó là cái thành công thứ nhất. Yeah, thành công thứ nhất. Cái thành công thứ hai đó là trong vòng 3 năm, là năm 2013 khi tôi vừa làm thượng nghị sĩ, là lần đầu tiên 2013 là Thủ tướng Canada đến tham dự Tết tại Việt Nam. Tại Toronto, cộng đồng. Đây là lần đầu tiên một vị Thủ tướng của Canada đến dự chợ Tết của cộng đồng người Việt Nam của chúng ta từ năm 2013. Yeah. Và một năm sau, 2015, thì ông Thủ tướng đi lần thứ hai. Yeah. Đó là hai cái mà tôi thấy rằng là điều đó nói lên cái gì? Điều đó nói lên là cộng đồng người Việt của chúng ta đã vững mạnh và đã là làm việc như là theo tôi nghĩ là đã đóng góp rất nhiều cho cái xã hội Canada, và do đó mà chính phủ Canada họ thấy rõ sự đóng góp đó, do đó mà họ cần thấy rằng đây là sự đóng góp của cộng đồng người Việt tại Canada thì chính phủ cũng phải nêu lên cái sự lưu tâm đó bằng cách đi tham dự cái chợ Tết mà cái. Yeah. Như chúng ta thấy là cái chợ Tết là một cái chợ Tết mà đồng bào của chúng ta đi cả chục ngàn người. Yeah, vâng. Thành ra đó là một cái mà tôi thấy là rất vui. Yeah. Cho cộng đồng. Yeah. Vui cho cộng đồng chứ không phải là vui cho tôi mà. Yeah. Vui cho cộng đồng, bởi vì là lần đầu tiên một. Yeah. Vị lãnh đạo của một quốc gia đến tham dự cái Tết. Vâng. Như vậy thì thưa chú, mình không còn nhiều thời gian thì cái câu hỏi cuối cùng mà cháu muốn dành cho chú rằng là nếu có một cái lời khuyên dành cho các bạn trẻ ở trong nước cũng như là ở ngoài nước thì lời khuyên đó là gì thưa chú? Ở trong nước thì tôi nói nó như thế này: vận mạng quốc gia trong nước là do thành phần trẻ, những người trẻ, những người thanh niên trẻ là những người lãnh đạo tương lai của đất nước. Các bạn, tôi thấy là các em trẻ trong nước nên vững tâm mà tiếp tục đấu tranh, bởi vì những người thế hệ trẻ bên ngoài, họ có nhiệm vụ của những thế hệ trẻ bên ngoài là phải yểm trợ cái thế hệ trẻ ở bên trong nước để mà đóng góp cho cái thế hệ trẻ trong nước, để mà như thế nào để cho họ thấy rằng những người đấu tranh ở trong nước họ thấy rằng có cái sự yểm trợ của hải ngoại, mà công việc của hải ngoại không có làm gì hơn khác hơn là yểm trợ, và yểm trợ phải yểm trợ tối đa, do đó cho cái thế hệ trong nước mới thấy rằng
là chúng tôi có sự hiểm trợ và chúng tôi không sợ Cộng đảng Cộng sản Việt Nam nữa. Thì chúng tôi phải tranh đấu, mà nếu chúng ta không tranh đấu thì ai tranh đấu cho chúng ta? Chúng ta không thể nào để cái Đảng Cộng sản duy trì mãi mãi được. Thành ra thanh niên trẻ phải mạnh dạn đứng lên, đừng sợ. Và tôi nghĩ rằng các bạn làm ở trong nước sẽ có sự yểm trợ rất là mạnh mẽ của thanh niên trẻ ở hải ngoại. Dạ vâng, vâng. Cảm ơn thượng nghị sĩ rất nhiều. Vâng, với những lời tâm tình đó, Trình Hội xin chào quý vị đã đến với chương trình ARV và từ Senate of Canada, là Thượng viện Canada. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Đi vào học sắp tới đây trong tuần sau. Còn bây giờ thì cùng với thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải, bye for now.